bạn được 12 điểm, 85 điểm, nhớ rắn lấy điểm bài này, lấy 5 điểm nữa mới được. Thủ công thủ thắng đi. Ừ, đập mạnh xuống. Lấy 5 điểm thấy chưa, vẫn còn 85. Rồi, cái đó bỏ bài trong tóc con số. 85 trừ 5 còn 80 vẫn đậu. Còn lấy điểm là rớt nha. Có nhiều bài tới đó cứ lấy điểm mà tăng tốc một số là rớt. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Đừng nhìn xuống con số. Cho vô lăng ăn qua trái một tí. Vô lăng ăn qua trái rồi trả thẳng lại. Rồi tôi ra ra. Thẳng lại. Rồi cái này là lấy điểm nha. Rồi bạn lấy 5 điểm. Còn làm không đúng là trừ 10. 85 trừ 10 75 rớt. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Còn vô lăng trước em, cầm qua trái. Sao xéo vô lăng mình phải hoài vậy? Nhìn phía bên trái chứ. Mãi giờ mình chiến đó rồi. Hai chiến này bật của nhau mình phải nhìn chiến trái. Hình bạn chạy hình như xỉa lè nhiều dữ ta. Nhìn chiến trái phải liền. Chỉ vô lan can cầu á. Bây giờ phải từ từ. Mới 14 phút 85 điểm, còn 6 phút nữa. Từ từ nó mới dừ. Rồi, tôi xéo về trái một tí. Mỗi là một tua, là cuốn. Dùng một món thôi. Không cần dùng nguyên bàn tay đâu. Không quen mà dùng nguyên chi nguyên bàn tay. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Quen không? Bước hai chiến trái phải nè. Chứ đừng nhìn chùm chằm hơn trước. Rồi, 85 điểm. Mới có 15 phút mà. Dễ quá dễ không?